chỗ nữa. Hả? Chính là khi anh rapper LG đang cầm cái chai nước. À. Là cái chai đó là sao? Cái này mới gọi là cái này mới là xàm, xàm rất xàm. Là đơn giản tới giờ quay mọi người bảo là thường là rapper rap mấy cái này xàm thì họ phải uống bia rồi đó kia. Ông mà mới khát nước. Ông nói anh ơi khát nước quá, bây giờ em vô 7-Eleven vô đâu mua đại gì nước. Cái nào ông vô nó bảo chứ anh ơi thôi em suy nghĩ lại rồi. Mất công MV này mà về lỡ không được gì mấy bạn được coi mà cầm rượu bia là không được. Mà Nhật nổi tiếng là trà xanh, thôi em uống nước trà nha. Nguyên một bình trà xanh, nó hát rồi uống hết mấy bình trà vậy đó. Sợ là người ta không biết là quay ở Nhật. Đúng, trà xanh không, trà xanh có Nhật. Rapper nào cầm trà xanh mà uống rap không? Nhìn ngoan có thể ngoan, nghĩa là vẫn muốn là hình ảnh là cung ngầu nhưng mà vẫn là dễ gần dễ thương, thế nên là cầm trà xanh rap. Có dễ thương, em thấy dễ thương á. Dễ thương, có thể dễ thương. Lạ.